Thôi, chào các bác quay lại với Sinh Audio nhé. Đây, JBL, JBL, Production Sound do công ty JBL sản xuất B4000. Con này nó đạt công suất là 2000 W một cây. Vì sao bảo nó trang bị 2000 W một cây? Nó có những cái gì mà có khả năng đạt đến 2000 W? Được không bác? Đây, đếm như sò nhé. 2, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14, 28 sò một kênh. 28 sò Toshiba một kênh. Trong đó có 2, 4, 6, 12 là 24 sò chính. 4 sò bù áp. 4 sò bù áp nhé. Nguồn 18 phân dây đồng. Dây đồng này phải 1,5 đi, 2 ni. Dây đồng rất to. Trang bị 2 tầng tụ riêng biệt. Mỗi tầng 9 quả tụ 63V và 12.000mi. 9 quả tụ nhé, mỗi tầng 9 quả tụ. Mạch đẹp như mới. Đây, các bác nhìn xem này. Mạch đẹp như mới luôn nhé. Đấy, nhìn các linh kiện trắng này. Đẹp như mới luôn. Nguồn 18 phân size 3U. Đây. 18 phân size 3U. Vì sao con này đạt được đến mức độ là đến 2000 W? Bình thường những cái con 56 sò này thì công suất tối đa của nó chỉ là 1500 W. 1200 đến 1500 W thôi. Vì sao nó đạt được như vậy? Vì con này nó có một đặc điểm rất đặc biệt là nó đánh cả 28 sò. Có nghĩa là nó dùng cả 28 sò để đưa ra loa, chứ nó không dùng một nửa để thúc, mà con này đánh toàn bộ luôn. Để kiểm chứng vì sao ấy, em nói là này. Khi nào các bác mua đẩy thì các bác để ý xem. Các bác đánh một thời gian nó bắt đầu ấm ấm lên, tản nhiệt lên. Các bác sờ bên đằng này nó vẫn mát, nhưng mà sờ bên này bắt đầu nóng. Thì toàn bộ cái khu này nó hoạt động, phía dưới hoạt động, tầng cái khu này, khu trên và khu dưới hoạt động, còn toàn bộ khu này là bù áp. Nhưng đối với cái dòng đẩy này thì nó hoạt động toàn bộ là 28 sò, nên các bác sờ điểm này và điểm này nó đều ấm như nhau. Đều ấm như nhau nha các bác nhé. Đều ấm như nhau. Nên con này đưa ra công suất cực kỳ khủng, 2000 W một kênh. Đây, mặt sau của nó đây. Con này em để cho các bác với giá mùa dịch thôi. Giá mùa dịch 5,5 triệu em bao ship cho các bác. 5,5 triệu. Các bác trong miền Nam thì em không thể ship được. Và các bác ở miền Bắc, nếu mà tại thời điểm này em sẽ gửi ô tô thôi. Còn gửi bưu điện hay gửi Viettel bây giờ nó họ không nhận đối với các cái dòng đẩy khủng khiếp như này. Họ chỉ nhận dưới 30 cân thôi. Nhưng mà con này nó trên 30 cân rồi nên họ không nhận được. Đây, em sẽ có một em thử điện thôi, và ngày mai em sẽ làm một bản test đặc biệt riêng cho nó, tại vì bây giờ cũng khá muộn rồi. Bây giờ mà bật súp lên thì thằng xóm nó sàng mắng chết. Đây, khi cắm điện lên thì nó đèn đỏ nó báo này, nên bỏ đảo đỏ này nó báo là có điện này. Đây, các bác bật này. Đấy, dưa nè đóng bình thường. Được chưa? Quạt kêu rất êm luôn nhá, so với dòng 3U này là quạt kêu rất êm. Các bạn nhìn thấy êm không? 5,5 triệu bao ship cho các bác nhé. Anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0398 192 198 nhé. Cảm ơn tất cả các bác.